AF mở bán với sự đón nhận của người dùng và đánh giá cao từ giới công nghệ, nhưng đánh giá tích cực từ người dùng và công nhận từ giới chuyên môn cho thấy Oppo đang làm rất tốt trong việc đưa những công nghệ mới hàng đầu, hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của người dùng. Reno 2 mang đến nhiều trải nghiệm flagship ở cụm 4 camera sau, cho phép người dùng thoải mái sáng tạo, thách thức không gian và thời gian, khả năng quay video chống dùng, quay video xóa phông, quay video góc rộng, chụp ảnh đa góc độ với zoom kỹ thuật số 20x, chụp ảnh góc rộng, chụp ảnh chân dung và tính năng siêu chụp tối, bằng cách đó, Oppo đã tạo ra một thế giới trải nghiệm sáng tạo, nâng cao mức độ tiện ích, cao cấp, tươi đẹp hơn. Trong khi đó, ở một mức giá tương đương với các sản phẩm dòng F đầy cá tính của Oppo trước đây, Reno 2F là một lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng yêu thích Oppo series nhưng vẫn muốn có trong tay một sản phẩm truyền cảm hứng mới, hướng tới những giá trị sáng tạo nghệ thuật ở cả thiết kế và camera. Reno 2F không chỉ là một công cụ mà sẽ là một người bạn đồng hành nhiều lịch duyệt, năng động Thông minh để cùng người dùng tạo ra một cuộc sống thú vị, đa chiều. Với Reno 2 và Reno 2F ra đời, Oppo tiếp tục chuyển mình trong hành trình sang trọng và đẳng cấp hóa thương hiệu. Trước đó, hãng đẩy mạnh hợp tác cùng các tổ chức, thương hiệu danh giá như Câu lạc bộ bóng đá Barcelona, là nhà tài trợ chính cho các giải quần vợt lớn hàng đầu thế giới Wimbledon, Roland Garros và The Rolex Paris Masters.